chạy không phải. Ừ. Làm lại thì có chi đó đi chứ. Khoảng chừng 6 7 giờ. Bỏ hết vô hết. Đây sao tụi nó chạy. Hiểu không? Nó không chạy nó. Chạy gần 70 mái rồi. Có chạy lại chi không nữa. Tóc mà chạy lại hả? Con kịp. Ờ, đi chấm mày à. Chấm mày anh thật. Ờ, chạy lại. Con rồi con kịp. Sợ chưa? Đưa mà chạy vậy sao mới chạy được. Ghé nè. Anh thật con kịp nhỏ nhỏ. Cái đứa của xe ra tí nữa. Hả? Có gần hết bình bảo luôn. Anh muốn chạy khái thằng đuôi luôn. Mau mau rồi đúng không hả? Mau. Mau cám mà. Mau mau ăn lên. Mau bắt nhiệt đấy. Cắm bảy. Cắm rưỡi à? Con chị kém đấy, hôm chung đó anh sẽ thấy con chị. Đồ mà quên con chị thật đây. Ừ. Con chị á. Chạy lên lại đi. Thấy ngay đèn cái tàu đúng á. Anh mua bọn đồ mua. Lắc rồi, lắc rồi. Xeo ra tin vào. Nhưng mà phải cho đúng kiểu hạng thế. Xeo ra tin luôn á. Đây là lắm. Ôi, tóc lên bật được luôn. Phải cho lớp. Làm mất cái chạy tiện kia luôn. Hả? Chạy là ngoài cái chuyện rộng khó. Mà dạy thẻ gọi biêu lên. Đúng rẻ lắm.
bính, bính còn mấy đông cho ăn cục bính luôn. Đó, nó cú lên sang hoa này, nó quay cú lên tới nha. Cú lên, cú lên, cú lên, cú lên.